Quý vị và các bác đang được nghe và thưởng thức chất âm của chiếc loa Shure Tannoy. Đây là chiếc loa mà em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bác. Chiếc loa Shure này sẽ dành cho những bộ dàn hay là bộ xem phim. Shure là loa trung tâm các bác nhé. Shure loa Tannoy này là loa trung tâm thì sẽ có đảm nhiệm là cái phần giải chép, giải mid. Nó hỗ trợ giải chép và giải mid cho bộ dàn của chúng ta khi mà nghe nhạc, hoặc là chúng ta sẽ set up ở cái loa center này khi mà chúng ta xem phim. Nó sẽ thể hiện được, tái tạo được cái âm thanh rất là sống động và tuyệt vời. Thì ở đây, đây là cái loa Tannoy. Cái con này thì sọt rút gò cũng rất là hiếm anh em nhé. Cái bản này là bản Z-Volition RC, sản xuất cho cái thị trường của châu Âu. Rất là hiếm ở thị trường Việt Nam, gần như không có luôn. Một vài bài đăng ở nước ngoài có thôi, còn những cái bài đăng ở Việt Nam thì rất khá, còn khá là mới mẻ đối với chiếc Shure này khi mà xuất hiện ở Việt Nam. Thứ nhất là cái điều đầu tiên, cái thông số đầu tiên, quý vị nghe kỹ cho em nhé, để nắm bắt được, tại vì cái loa nó rất là to chứ nó không có nhỏ đâu. Nhiều khi mình quay ở trên cái điện thoại này, nó không có gột tả được hết cái độ lớn của nó. Thứ nhất là cái loa Shure này nó nặng là 17 cân. 17 cân cái loa này. Nó gồm có hai cái bát và một cái chép đom. Loa này là loa zin nguyên bản toàn tập. Thì ở cái thời điểm mà xuất phát và ra đời thì chiếc loa này được ra đời vào năm 2003. Là khoảng đến đây là 20, là 17 năm đó các bác. Độ nhạy của loa là đến 90 decibel. Và công suất của nó là từ 20 cho đến 150W. Kích thước của nó thì như sau. Có chiều rộng là 50cm, tức là chiều ngang đó các bác nhá. Chiều ngang là 50 này, đó, 50. Chiều cao là, chiều cao ở đây là 19cm đó. Và cái hậu sâu, hậu sâu của nó là 25cm đấy. 25 hậu sâu, chiều cao là 19 và chiều ngang là 50cm, nặng 50 cân. À xin lỗi, 17 cân. Đó, độ nhạy là 90 decibel. Loa thì trong tình trạng còn nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Cái bát này ở đây là bát của nó rơi vào cỡ khoảng 10, 15, 16 nhá. Bát 16 đấy. Toàn bộ là gỗ nguyên khối, gỗ lạng này đấy, rất là chắc chắn, bày rất là sang. Loa là loa màng cao su. Xin lỗi, màng không phải màng cao su. Màng này là màng giấy. Màng giấy như cái dòng Tannoy thôi. Còn gân là gân cao su. Xin lỗi em nói nhầm nhé. Đây là cái tát đom này. Ở đây có logo của Tannoy này.
tiếng rất là hay. Đây là anh hiểu anh một chiếc thôi mà nó hay thế này rồi. Đây là phía sau của cái chiếc Tannoy Revolution RC này. Ở đây nó sẽ cho chúng ta hai cái cầu loa để đánh chép riêng và cái loa bát riêng, gồm có hai thông hơi riêng biệt từng bên. Đó. Đây là cái số series nhá, 000611. Con này ở đây thì nó đề là Made in Hungary, được sản xuất tại Hungary. Đấy, có tem nguyên bản, nguyên của cái nhà hãng sản xuất người ta. Đấy. Đối với những cái bộ dàn của chúng ta mà nghe nhạc, xem phim, những cái bác thích chơi xem phim hay là chơi game thì đúng thật sự là không thể thiếu được những cái center như thế này. Center như thế này thì nó tái tạo âm thanh rất là tốt, cũng như là đến từ thương hiệu cao cấp của Tannoy thì khỏi phải bàn rồi ạ. Thứ hai là độ của em này rất là hiếm, gần như là không có thấy thông tin ở tại Việt Nam, chưa thấy ai tăng bán cả, chỉ có ở nước ngoài thôi, nước ngoài thì quá là nhiều. Ở đây thì còn nguyên cả cái căng của nó nhá anh em nhá, căng còn rất là mới này. Đấy. Có đầy đủ logo Tannoy của hãng luôn. Bày cái loa này ở trung tâm ở giữa cũng được, giữa cái bộ dàn chúng ta có thể cho em nó thành một cái loa trung tâm, tăng thêm giải mid này, tăng thêm giải chép này, cũng rất là tuyệt vời. Thì các bác anh em nào đang tìm một con center hỗ trợ giải trung âm và giải cao, cũng như là tái tạo âm thanh sống động tuyệt vời, thì không thể bỏ qua em Tannoy RC này nhé. Giá rất là hợp lý, 3.500.000 đồng ạ, nặng 17 cân. Anh em nào có nhu cầu thì xin phép vui lòng liên hệ trực tiếp cho mình ạ. Cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo. Dù mãi ngàn năm vừa má em hồng, bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son, vào trời lãng quên, tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm.